chán nản trong công việc khiến cho chính bản thân bạn cảm thấy muốn bỏ việc vì làm việc không hiệu quả và cũng tập trung tâm trí vào để làm việc. Chúng tôi đã có những biện pháp giúp bạn tỉnh như sáo ngay cả những khi như thế. 1. Luyện tập các kỹ thuật giúp giữ đầu óc. Sự chán chường có thể tác động tới cuộc sống của bạn theo nhiều cách. Nó khiến bạn luôn cảm thấy bực bội với bản thân và cuộc đời của mình, hoặc khiến bạn chẳng nghĩ được gì. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng cần dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để thực hành một số kỹ thuật giúp làm tĩnh tâm. Hãy buộc bản thân mình phải nghỉ ngơi thư giãn, đừng nghĩ ngợi gì cả. Nhắm mắt lại, thả lỏng tay chân và để cho những vất vả hàng ngày trôi về phía sau. 2. Thiết lập một vòng tròn hỗ trợ. Hãy tìm cho mình một nhóm bạn mà bạn có thể tin tưởng tâm sự về mọi chuyện, những người khiến bạn cảm thấy có thể cởi mở và thành thật với họ, và do đó có thể nói ra rằng bạn đã chán nản như thế nào mà không phải lo lắng họ sẽ phán xét mình. Bạn cũng nên trân trọng những người bạn này, họ là những người đã cho bạn những lời khuyên đáng giá để vượt qua được những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. 3. Tập thể dục. Đừng ngồi y một chỗ và làm những việc làm nhàm chán vì như thế chỉ càng làm tâm trạng của bạn tệ hại hơn. Hãy ra khỏi nhà và đi bộ quanh khu nhà của mình một lát. Nếu trời quá nóng hoặc quá lạnh, bạn có thể đến phòng gym và tập tành một chút, nâng tạ, chạy trên máy chạy bộ, học một dụng cụ tập mới. Hãy giữ cho cơ thể của mình luôn bận rộn, dần dần trí óc của bạn cũng sẽ khởi động. Xét cho cùng, thay vì luôn luôn trì trệ, một cuộc sống năng động sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn trong mọi tình huống. 4. Bắt đầu một mục tiêu mới. Đừng để mình bị nao núng vì một quyết định nào đó không được như ý. Nếu không phải vào tháng 1 thì sao? Sự quyết tâm không cần phải bắt đầu từ đầu năm, đầu tháng, đầu tuần, hay kể cả đầu ngày. Bạn có thể quyết định thay đổi cuộc sống của bạn vào bất kể thời gian nào. Nếu mục tiêu của bạn là ăn uống theo một chế độ lành mạnh hơn, đừng quá lo lắng nếu như sáng nay bạn đã ăn sáng bằng bánh ngọt. Bạn có thể bắt đầu từ bữa trưa bằng cách ăn hoa quả. Nhớ rằng bạn có thể bắt tay vào việc thực hiện một mục tiêu mới bất cứ lúc nào bạn cảm thấy hào hứng. 5. Hoạt động ngoài trời. Ngồi dưới hiên nhà trong ánh nắng mặt trời ấm áp, nằm dài trên bãi cỏ, bạn nên tham gia vào những hoạt động ngoài trời như thế. Thay vì nhốt mình trong phòng, hãy để cho không khí trong lành và ánh mặt trời làm bạn cảm thấy tươi mới hơn. 6. Ăn uống lành mạnh. Ăn những đồ ăn nhanh không những có hại cho sức khỏe của bạn mà còn khiến tâm trạng của bạn cũng vì thế mà trở nên tiêu cực. Hãy cố gắng ăn những đồ ăn có lợi cho sức khỏe và đừng ăn quá no. Bạn sẽ không muốn mình trở nên ì ạch khi đang cố gắng tập trung làm việc đâu. 7. Lau dọn nhà cửa. Bạn có biết làm việc trong một không gian lộn xộn bừa bãi có thể khiến bạn cảm thấy tồi tệ như thế nào không? Bạn sẽ thấy vô cùng ngột ngạt khi bị bao vây bởi những thứ hỗn tạp ngổn ngang xung quanh. Do vậy, nhớ dành thời gian để dọn dẹp bàn làm việc cũng như không gian sống của bạn. Việc này còn có thể giúp bạn cảm thấy tăng năng suất hơn, và bạn sẽ rất hài lòng khi công việc dọn dẹp được hoàn thành. 8. Bố trí lại không gian sống. Nếu nhà hay chỗ làm của bạn đã sạch sẽ rồi, hãy thử bài trí lại đồ đạc. Chỉ cần di chuyển một vài đồ nội thất, thay đổi một vài vật treo tường là đủ để khiến nơi ở của bạn trở nên hoàn toàn khác biệt và mới mẻ. Và điều này có thể khiến tâm trạng của bạn tươi mới hơn nhiều. Bên cạnh đó, bài trí lại căn phòng khiến bạn có một công việc gì đó để bận rộn, và kết quả mà bạn nhận được sẽ tạo động lực cho bạn để làm các công việc tiếp theo. 9. Sống khỏe mạnh. Như vậy là bạn đã tập thể dục, tham gia các hoạt động ngoài trời và ăn uống lành mạnh rồi phải không? Điều đó có nghĩa là bạn đã thực hiện đúng những nguyên tắc để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Giữ cân nặng điều độ và hợp lý là cách tốt nhất để trí não của bạn cũng hoạt động hiệu quả, khiến bạn cảm thấy hăng hái làm việc. 10. Hòa đồng với mọi người. Sự thất vọng thường làm bạn muốn tránh xa người khác, nhưng đừng để cảm giác đó xâm chiếm bạn.
những lúc như vậy bạn càng phải tìm đến những người bạn. Kể cả khi bạn phải ép bản thân mình tỏ ra thích thú hay quan tâm tới những câu chuyện của họ, tự ép mình phải trở nên hòa đồng, nói chuyện và cười đùa với người khác lại có thể khiến bạn thấy tâm trạng của mình được cải thiện một cách đáng ngạc nhiên. Đừng nghĩ rằng như vậy là giả dối. Một nụ cười gượng gạo sẽ dần dần trở thành một nụ cười thực sự. 11. Nghỉ ngơi. Không nên làm việc quá sức. Bạn hãy thường xuyên cho mình thời gian giải lao giữa giờ, bất kể đó là một công việc ở văn phòng hay là những việc vặt trong nhà. Làm việc quá tải khiến cơ thể và trí óc của bạn đều bị suy nhược, và từ đó sẽ kéo theo cảm giác chán nản trì trệ. Khi đó, bạn sẽ càng khó để làm việc hiệu quả. 12. Giải quyết từng việc một. Đừng để cho mục tiêu của bạn trở nên quá xa vời. Nghĩ rằng mình không thể làm gì sẽ càng khiến bạn khó thực hiện điều đó hơn, đồng nghĩa với việc bạn sẽ không thể làm việc một cách hiệu quả được. Bạn có thể chia mục tiêu lớn ra thành những bước nhỏ dễ thực hiện, liệt kê một danh sách những điều cần làm và phân chia thời gian sao cho bạn có thể xử lý từng việc một mà không phải cảm thấy hối hả cho kịp tiến độ.